chào cả nhà nha. Bây giờ mình đang ở Vũng Tàu. Chùa này chùa gì không biết nữa mà ở đây có quá chừng bồ câu luôn nè. Trời ơi, kiếm đồ ăn à. Để mình quay coi chùa này tên gì nha. À, chùa Tử Quan. Cái này mình đang ở bãi trước Vũng Tàu nha các bạn. Cái con này con chim nữa đang ăn cái này nè. Đây, phía xa xa của mình đây nè, đây là nhà hàng Cành Hào nha, đằng xa kia là núi Hồ Mây đó các bạn, du lịch Hồ Mây trên đó đó. Ở Vũng Tàu đặc biệt là có mấy cái quán giống như vậy ha. Xong cái ngồi đây để ngắm biển. Nè, người ta đem ra nè. Thấy hai cái con biển trên xe của mình không? Bỏ đâu phải chúng. Đây bố đổ cho mình một cái này. Để dưới đất được không? Để dưới đất thì được, còn lấy này phải nó chúng. Để dưới đất. À dạ vậy hả? Con đâu có biết, hồi nãy con kêu ảnh chạy lên coi chừng để dưới bị phạt. Chồng ơi, chồng bỏ cái nón ra đó luôn đi, ra ghế luôn đi. Tăng năng. Ủa gì đâu. Đây đi em cầm. Đây là cái nồi cơm điện của mình nha mẹ. Đó. Đây là siêu nhân. Đây trước màn hình quý vị, đây là một siêu nhân, siêu anh hùng. Chồng mình mua nó bảo hiểm này với mong muốn được trở thành siêu nhân. Bởi vì các bạn thấy không, nửa đỏ nửa xanh thấy không? Đó là màu đặc trưng của một siêu nhân. Mặc đồ màu xanh, một quần dịp màu đỏ ngoài. Nhìn giọng này đúng thiệt là nhớ Vũng Tàu thiệt. Trời, dắt xuống đi người ơi. Đó, mình đã kêu một ly cà phê sữa nóng và ly cà phê sữa đá. Dạ em có quay rồi. Anh có đường dắt xuống á. Cẩn thận nha. Lãng mạn chưa các bạn? Cái chỗ ngồi uống cà phê. Ngồi uống cà phê chỗ này. Trời ơi, xe rụt quá trời. Đó, có cây bàn rất mát. Ngồi ở đây nhìn ra biển. Thấy không? Trùng đẹp. Mình quay cái này có chóng mặt không vậy? Trời ơi, siêu nhân dắt xe vô thông nữa trời. Ai xe dài xe em ta. Vậy phải anh phải để xéo đúng không? Ngồi ghế thật là thoải mái các bạn. Trời ơi, chồng mình chở vợ đi vậy chứ cũng dắt theo con vợ hai đó. Đó, con vợ hai đang đứng ngoài đường đó thấy không, có hai bánh đó thấy không. Trời cưng lắm, bây giờ là chuẩn bị chụp hình nè. Trời ơi, thương quá, thương vợ hai quá ha. Thôi mình tập trung vô cái này nha các bạn. Đây là cà phê đá và cà phê nóng, tất cả đều là pha phin hết. Đây. Dạ không. Bà cà phê nó xuống hết rồi. Nóng quá. Đó. Vậy là chắc ở trong đây có sữa sẵn luôn phải không ta? À, mình chỉ quạnh lên thôi phải không? Hôm nay các bạn sẽ thấy dung nhan mới của mình. Là mình mới xuống tóc. Nhìn mặt ngu quá ha. Mới cắt tóc á. Không có gì khác hết, tóc chỉ ngắn đi thôi. Ngoài ra không có gì khác hết. Thường tôi có tóc ngắn nhìn thấy sang đó mà sao nó nhìn không sang hết. Xin chào đi. Để quay sắp tới để coi cái ly cà phê nha. Ở phía xa xa này là núi đó các bạn.
đây một cái muỗng nè đó. Ở đây mình kêu ly cà phê nóng á, cà phê sữa nóng là người ta đem ra cho mình cái trà nóng luôn á. Bây giờ mình uống cà phê nha. Cà phê phin này đó, cà phê nhóm dày. Còn ở đây là cà phê, trong đây là cà phê. Cà phê đó. Gì không hả? Đưa cho ông Phong, Phong nói giả danh chăng. Chó Phong. Ông xã này kỳ dữ quá. Rồi bây giờ thì bắt đầu dưới đây là có sữa luôn nha các bạn. Đó, giờ mình chỉ quậy lên thôi. Mình không có uống, mình đang bệnh không uống đá được, cho nên là bây giờ mình cũng cần thêm sữa nóng thôi. Anh bị sao vậy anh Thịnh? Đó. Thôi mình làm luôn ly này đi, sẵn quay luôn con vợ hai của ông xã mình. Ê này, trời bên này cái chùa này mình nói nhiều người đi chùa quá trời nè, thấy không? Xe xuống nãy giờ, ta chùa nãy giờ hết chân đấy. Đàn bồ câu vẫn không ngừng, không ngừng ở đó. Các bạn thấy bên này có cái cây này không? Đây là cây sala đó, trong chùa người ta hay, cái hoa nó đẹp quá ha. Rồi ai xuống Vũng Tàu uống cà phê với tụi mình không? Lãng mạn chưa? Đó, lãng mạn chưa? Ui. Mình sẽ pha ly cà phê sữa. Đá. Đá đây nhiều thì mình sẽ chắc nước ra. Anh chắc nước đi. Tại sao trong này đỏ đó? Chưa đỏ đâu. Tại sao cái cà phê này lại ít hơn cái ly cà phê cái ly của anh ít hơn ly cà phê của em anh Thịnh? Đều lên nha, đều lên nha. Rồi sau đó ly đây. Thơm quá. Băng 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 băng. Đổ vô nha quý vị. Xem nữa ra ngoài, xem nữa ăn mày rồi. Trời ơi. Còn sữa tùm lum ở đây nè. Dân không chuyên pha cà phê nha mọi người. Cái ly còn nè. Rồi xong. Mình sẽ quẩy lên. Mình sẽ dậm vô nè. Xin mời. Và mình sẽ uống ly cà phê nóng. Ngon anh. Cà phê nóng thì cái muỗng nhỏ hơn nha mọi người. Cà phê Việt Nam mãi ngon. Sao đầu mình như con điên vậy? Ở đây có cây bàn này thích quá ha. Xuống Vũng Tàu các bạn sẽ được chiêm ngưỡng các bạn trẻ trâu sẽ được sẽ đua xe so kè tốc độ cùng với nhau. Hôm qua tụi mình chạy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây là 2 tiếng đồng hồ. Với con vợ hai của chồng mình thì chạy rất là nhanh, nên chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi. Từ đó từ thành phố Hồ Chí Minh lên bao nhiêu cây? 120 cây. 120 cây cũng bằng như quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh chứ ha. Vậy mà hôm bữa anh chạy về nhà em mất 2 tiếng rưỡi đúng không? Tiếng rưỡi chứ. Hôm bữa buổi tối nha, chồng mình chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
kinh khủng chưa, 120 cây quá kinh khủng. Dạ, dạ con không mua. Rất là kinh khủng. Các bạn nhìn nè, đó trên đầu của mình lá bàng, cây bàng. Khung cảnh ở đây lãng mạn quá ha, thích quá. Lâu lâu đi Vũng Tàu thích quá. Đang bệnh mà xuống Vũng Tàu là hết bệnh luôn. Tóc ngắn có bây giờ buộc lên nó rớt xuống nào không ta? Chết rồi. Đi làm em thấy kẹp em buộc lên là sao ta? Nó rớt xuống nữa mà. Nhưng mà tóc ngắn nhìn nó trẻ hơn. Tại vì mình già quá nên mình phải cắt tóc bớt đi. Đó nè, tóc giờ còn có con nhím nè. Má ông xã cười du duyên dễ sợ. Xin chào tạm biệt mọi người đi. Oppa. Xin chào.